Ngày 21 tháng 6, các nhà tổ chức Olympic và Paralympic, trong đó có chính phủ Nhật Bản và Ủy ban Olympic Quốc tế đã nhất trí cho phép tối đa 10.000 khán giả vào sân theo dõi các vận động viên thi đấu và đảm bảo số lượng khán giả không vượt quá 50% sức chứa của địa điểm. Trong cuộc họp trực tuyến ngày 21 tháng 6, các nhà tổ chức cho biết họ sẽ áp dụng chính sách giới hạn số lượng khán giả tham dự các sự kiện thể thao, giải trí quy mô lớn của chính phủ Nhật Bản Điều này có nghĩa là số lượng khán giả tối đa được phép vào sân theo dõi các vận động viên thi đấu là 50% sức chứa của sân, nhưng không được vượt quá 10.000 người. Riêng lễ khai mạc Olympic diễn ra tại sân vận động quốc gia có sức chứa 68.000 người. Số lượng khán giả tối đa sẽ bao gồm cả người đã mua vé và các quan chức liên quan đến Thế vận hội. Trước đó, các nhà tổ chức đã xem xét khả năng cho phép tối đa 20.000 khán giả vào sân, nhưng họ đang cố gắng cắt giảm số lượng quan chức liên quan. Mặc dù vậy, các nhà tổ chức vẫn đề ngỏ khả năng tổ chức Olympic Tokyo mà không có khán giả nếu tình hình dịch bệnh xấu đi trước và sau khi thế vận hội này khai mạc. Đối với Paralympic Tokyo, các nhà tổ chức vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức về giới hạn số lượng khán giả sau đó. Phát biểu tại cuộc họp, chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach khẳng định, tin tưởng chính sách giới hạn khán giả do các nhà tổ chức Nhật Bản xây dựng sẽ là một quyết định bảo vệ tốt nhất đối với người dân Nhật Bản và tất cả những người tham dự Olympic. Ông nhấn mạnh, Ủy ban này hoàn toàn ủng hộ quyết định trên và sẽ tham gia hỗ trợ tổ chức các thế phần hội an toàn, đảm bảo an ninh cho người dân Nhật Bản cũng như tất cả những người tham gia. Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế cũng cam kết sẽ có hơn 80% người ở làng vận động viên sẽ được tiêm vaccine phòng COVID-19. Theo văn bản hướng dẫn của ban tổ chức, các khán giả được khuyên đi thẳng tới các địa điểm thi đấu mà không dừng lại ở bất cứ đâu nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh. Cho đến nay, ban tổ chức đã bán ra số vé tương đương khoảng 42% sức chứa của các địa điểm thi đấu. Tuy nhiên, lượng vé bán ra cho một số sự kiện đã vượt quá 50%. Trong trường hợp này, ban tổ chức đang xem xét rút thăm để xác định xem ai sẽ được phép tới sân theo dõi trực tiếp. Dự kiến các môn thi đấu trong khuôn khổ Olympic Tokyo sẽ được tổ chức tại khoảng 40 địa điểm ở Tokyo và một số tỉnh khác. Ngoài sân vận động quốc gia, các địa điểm khác có sức chứa lớn, gồm sân vận động quốc tế Yokohama có sức chứa gần 72.000 người, sân vận động Tokyo có sức chứa khoảng 48.000 người.